Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Duy Du. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc để điều trị cái bệnh viêm họng. Như các bạn đã biết thì viêm họng là một trong những cái bệnh thường gặp nhất vào mùa đông, đặc biệt là với trẻ em. Mà trẻ em mà bị viêm họng thì rất là nguy hiểm, nó có thể gây ra những cái bệnh viêm mũi dị ứng, sốt và biến chứng. Để điều trị bệnh viêm họng thì nó có hai bài thuốc rất là hay chia sẻ các bạn. Bài thuốc đầu tiên đó là mật ong ngâm với chanh đào và đường phèn. Các bạn chuẩn bị 1 kg chanh đào, chọn những quả tươi chín mọng, 1 lít mật ong rừng, 1,2 cân đường phèn, bình thủy tinh có nút đậy, vỉ nén bằng nan tre, hoặc nếu không có thể dùng túi ni lông trắng sạch đổ nước sạch vào để nén. Cách làm: chanh đào mua về ngâm với nước muối khoảng 30 phút, rồi vớt ra để ráo, sau đó cắt bỏ cuống, thái chanh thành từng lát mỏng hoặc cắt đôi quả chanh cũng được. Tuy nhiên, nếu muốn dùng sớm thì nên cắt chanh thành từng lát mỏng, xếp chanh vào lọ thủy tinh, từng lớp một, cứ một lớp chanh thì rắc thêm một ít đường phèn. Lần lượt như vậy cho đến hết, cuối cùng đổ mật ong cho ngập hỗn hợp chanh đường phèn, dùng vỉ nén chặt lên trên bề mặt để tránh cho chanh nổi lên, gây mốc hỏng. Sau đó đậy nắp kín cẩn thận và bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Ngày dùng 2 đến 3 lần, mỗi lần một thìa cà phê. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi hay người tiêu hóa kém nên hấp trước khi dùng. Bài thuốc thứ hai, mật ong hấp tỏi. Các bạn chuẩn bị 4 đến 5 nhánh tỏi đập dập trộn đều với mật ong, đem hấp cách thủy tới khi ngửi thấy mùi tỏi hăng hắc là được. Để nguội uống 2 đến 3 lần một ngày, mỗi lần 1 đến 2 thìa cà phê. Mật ong khi hấp cùng với tỏi làm tăng tính kháng sinh tự nhiên, giảm viêm họng, tăng sức đề kháng. Hấp cách thủy tới khi ngửi thấy mùi tỏi hăng hắc là được. Để nguội uống 2 đến 3 lần một ngày, mỗi lần 1 đến 2 thìa cà phê. Mật ong khi hấp cùng với tỏi làm tăng tính kháng sinh tự nhiên, giảm viêm họng, tăng sức đề kháng.